Chào mình em trở lại với cái kênh mình nhé. Hôm nay với số vốn mình đang có là 50, mình thấy rất nhiều anh em nói mình hôm nay chơi con game từ win này ấy, em đổi thưởng theo một này thì mình sẽ chơi thôi. Nhưng mà em chơi con game thì như vậy này, em phải chọn con game nó là uy tín này. Cái thứ hai này em phải, cái điều yếu tố thứ hai em cần lưu ý cho mình đó là khi chơi phải xác định từ đầu là vốn bao nhiêu và thắng đến bao nhiêu. Nghĩ như mình là ví dụ vốn 50 đúng không, mình sẽ xác định là thắng bao nhiêu phần trăm, có thể thắng 20%, 30% hay là tùy thuộc vào anh em. Nhưng mà mình mỗi ngày thì 5 mê mình chỉ ăn đó là 20% số vốn mình thôi, ăn 1 mê đến gọi là 2 mê gì đó thôi, chứ mình không có tham to anh em. Đấy, ví dụ là 20% đến 30%, 40% mình là ngon rồi, mình không tham quá là 50% hay 100% đâu. Và chơi đương nhiên em khi chơi ấy, phải chơi những con game thì em cảm thấy em chơi giỏi nhất thì em chơi. Mình thường chơi tiến lên miền Nam, có thể anh em chơi tài xỉu hay sóc đĩa đó tùy thuộc anh em. Nhưng mà anh em phải chọn con game nào anh em chơi cảm nhận là anh em chơi giỏi nhất thì em chơi. Còn những con game mà anh em không chơi giỏi ấy, thì tốt nhất là mình chơi, mà đương nhiên chơi hay sao thì hay ấy. Nhưng mà cái yếu tố cần nhất ấy, đó là em biết cái gì không? Đó là phải hên. Bởi vì mình nói thật với anh em, không hên thì chơi kiểu gì mà thắng được nó, đúng không? Đã không hên thì chơi kiểu gì anh em không thắng nổi nó đâu. Cho nên cái quan trọng đó là phải hên. Cho nên hên cái đó thì anh em phải xác định từ đầu đó là, ví dụ anh em xác định theo tháng, ví dụ tháng đó cái thời gian nào anh em đánh hên nhất của anh em, ví dụ có thể thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó tùy thuộc vào anh em nha. Nhưng mà anh em phải xác định từ đầu đó là em hên ở khung giờ nào thì em đánh khung giờ đó, khung giờ nào không hên thì anh em đừng có đánh. Ví dụ là tháng tháng đúng không, chia ra theo tuần, ví dụ tuần thứ nhất anh em đánh hên, hay tuần thứ hai, hay tuần thứ ba, hay tuần thứ tư anh em đánh hên. Ví dụ anh em biết là cái tuần nào anh em đánh hên, ví dụ tuần thứ nhất anh em đánh hên đi, thì em phải xác định thứ nào anh em đánh hên. Ví dụ thứ ba đi em đánh hên thì ok, anh em chọn thứ ba anh em đánh. Ví dụ thứ năm anh em đánh hên thì anh em chọn thứ năm đấy. Và khi anh em đã biết cái thứ nào anh em hên đấy thì bắt đầu anh em biết làm gì không, đó là anh em phải xác định đó là hôm đó đánh khung giờ này, có thể là 3 giờ, 5 giờ, 12 giờ tùy thuộc anh em. Nói chung là anh em phải biết là khung giờ này mới hên, chứ đánh được là đánh theo cảm xúc nha. Thường thường là mình giống anh em, hầu như đều giống nhau rồi, đó là thường là thích đánh khi nào đánh khi đó ấy, chứ không bao giờ xác định là hôm đó thắng bao nhiêu hay thua xuống bao nhiêu nha. Hay là không biết khung giờ nào hên ấy, kiểu đó dễ toang lắm anh em ơi. Ôi đánh đôi 4 là vừa đẹp với mình rồi này, vừa đẹp luôn đấy. Biết đâu mình lại về được sao, con hai mình bây giờ lệnh ở đây. Rồi quy chịu rồi, rồi á thì chịu luôn rồi. Đôi G này, bạn ấy mình có dám liều không ta? Đánh 5 ấy, 5 mình nếu nó cầm 4-2 bên thì mình chịu luôn nha. Nếu nó cầm 4-2 bên thì mình chấp nhận mình thối 2 luôn thôi. Đấy, nó không cầm 2 thì mình về thôi. Đánh phải liều như vậy mới về được chứ anh em, đúng không? Chứ pha đó mình mà sợ là mình cứ đánh 2 trước thì mình đâu có cơ hội về như bây giờ, đúng không? Đó, đó cái hay là như vậy anh em. Chơi phải tính bài 4 người thì nó dễ đánh hơn, chứ ví dụ đánh 1-2 người là khó đánh lắm anh em ơi. Thường đánh 1-2 người là không biết đánh như nào luôn ấy, vì không tính được bài như thế nào. Đánh 4 người nó dễ hơn. 700 ngàn này ngon này, bắn đầu như thế là lộc lá ngon rồi. Đội 4 thì anh em, mình nghĩ là đánh đôi 10 sau đó có đứa đánh đôi 2 luôn. Ôi dồi ôi, vừa nói ra cái đôi 4 nó đánh đôi 2 luôn. Chịu, chịu ôi. Thế là mình đoán thằng này có thông anh em, thông một tứ. Em xem mình đoán có đúng không nha, xem mình đoán đúng không nha. Thằng này đánh 2, mình đánh 2 luôn á. 2 luôn đi. Bởi mình sợ nó có tứ có thông ấy anh em. Thành ra mình đánh thì nó qua vòng ấy anh em, thì nó không đánh được, thì lúc đấy mình sẽ dễ đánh hơn. Bởi đằng nào mình bây giờ mình chỉ thua một con 2 thôi đúng không? Mình đánh ca hay đánh át thì nó ra 2 liền à. Đây này, ván này nó ra 2 này. Cái thằng này cầm 2 luôn này, cái thằng còn 10 con bài này nó cầm 2 luôn anh em này. Mình sợ nó có tứ thôi hay có thông gì đó thì mình đánh kiểu này nó qua vòng nó không đánh được. Còn đó là mình tính toán thôi, còn thực tế là nó ăn, mình ăn được hay không là một chuyện anh em ơi. Trời ơi, thằng này chắc chắn sẽ có đứa có ít ngay mà. Bởi nhiều đứa đó còn có nhiều con mà. Một thằng 11 mà còn 9 thì không, đi không có. Đúng không em? Trời ơi, ba ấy, ba G chịu rồi. Đánh đôi này.
Áp đi. Mình đôi 5 này, đôi 10. Mình sợ là nó có đôi thằng này, nó đôi K này. Nhưng mà mình đánh đỉnh đánh 9 cho nó phá K ra đi. Nhưng mà trường hợp này anh biết gì không? Đó là lỡ may. Lỡ may là thằng cái thằng bên kia nó về sao? Đúng không? Cho nên mình đánh kiểu này nó còn hay nhất. Ôi, về. Ôi, hai bán về liên tục kìa, ngon tê. Trời, quá ngon luôn đấy. Đúng không? Về rồi, thế là ngon rồi. Cần gì nhiều đâu anh em, cần gì nhiều đâu. Chơi chỉ cần như vậy thôi anh em ạ. Vài ván đánh như thế này là ngon rồi đúng không? Ôi, nó có tứ ba đó kìa. Đó anh em thấy không? Pha đó mình không ấy là mình toang rồi, đúng không? Mình biết rằng là nó có tứ bên rồi, vì nó có đánh, nó có tứ có thông thì nó mới đánh theo kiểu đó là nó ra hai đôi hai như vậy. Để, bởi vì nó sợ thối anh em. Thành ra là nó thằng đánh như vậy tí là nó chặt chặt sau thì cũng chả sao. Nhưng mà mình biết ngay nó có rồi, thành ra là mình không đánh kiểu đó anh em. Cho nên đánh cái gì mình mới nói anh em đó là phải biết như đánh như nào cho hợp lý. Cái chơi mà anh em cứ thấy là nó ra hai thì anh em không tính toán rằng là nó có thông hay không thì điều đó dễ toang lắm anh em ơi. Chơi gì như vậy phải biết rằng là đoán lần này nó có thông, có tứ hay không thì đánh như vậy nó mới dễ thắng nha. Bây giờ mình sẽ đánh ván cuối này, sau đó mình nghĩ thôi chứ không nên tham lắm là đâu anh em ơi. Vậy mình chỉ ăn một ngày một mê đến hai mê thôi mà. Bây giờ hoàn mục tiêu mình đã hoàn thành rồi, việc gì mày tham lam nữa đúng không? Tham lam chỉ còn một cái nịt thôi anh em ơi. Thắng thua ván này gì mình nghĩ luôn đấy. Bốn đứa luôn à, căng vậy ra. Ôi vừa nó cái nó ăn trắng luôn kìa. Ui đen vậy ta, biết rằng không đánh nữa rồi, biết tường mình không đánh nữa rồi anh em ơi. Xui vậy, bây giờ bài xấu luôn nè. 4 5 6 7 đôi 9 đôi 10, bài đéo có gì luôn ấy, bài xui vậy ta. Đen vậy chịu thôi, phải làm sao giờ anh em ơi. Chịu rồi. Đen quá anh em ơi. Không theo thôi. Cho nó ra hai đánh nhau đi. Chứ mình có gì đâu mà đánh. Á à, thì chịu rồi, nó ra hai luôn đi. Đúng rồi, thằng này cầm hai nhiều mà. Nó mới ăn trắng ấy, quá ngon luôn ấy. Biết đường lúc này mình nghĩ rồi anh em ơi. Đen quá chứ. Mình đánh át nha. Vì sao mình át? Bởi mình xem rằng có thằng này nó có con cao hơn không thì nó đánh đi. Thì tí nó con át mình lệnh mà đúng không? Và cách chơi mình đấy anh em. 10. Mình về chắc rồi, chắc chắn là mình về rồi, không còn gì mình bàn cãi rồi. Không nghĩ thì 5 con nó có, không ai đủ bài ở đâu anh em. Đen này chịu thôi, pha nó ăn trắng như mình đánh con game này hay mà. Thôi mình nghĩ là nên nghĩ rồi anh em ạ, thôi không nên tham nữa. Bởi vì mình ăn 500 cũng được anh em ạ. Ăn 10% cũng được, không nên tham nữa bởi vì mình sợ nó ăn trắng một lần nữa lắm. Thà ăn được còn hơn không ăn là cái gì nha. Thôi anh em.